Trước tiên sau khi vệ sinh xong mình cần phải sấy khô cái mặt đế trước để băng dính có thể dính hoàn toàn vào lớp đế cũng như là có độ dính cao hơn. Sau khi đã sấy khô phần đế thì chúng ta sử dụng băng dính hoặc keo dán dán lên phần đế. Mình có thể sử dụng nửa miếng băng dính để có thể tiết kiệm hơn. Một phần là cũng có thể vệ sinh được dễ hơn. Khi dùng băng dính dán vào phần đế tóc thì mình nên lưu ý là bóc băng dính thì mình nên bóc từ cái phần giữa của cái miếng băng dính. Phần băng dính cần dán sát với mép viền đế và nhất là cái phần viền trán thì các anh nên lưu ý một chút là mình dán thì nên dán sát mép để tránh việc cái phần đế tóc nó bị bung lên thì sẽ dễ bị hở cái đế tóc. Khi dán đế tóc giả lên phần da đầu thì các anh nhớ là phải vệ sinh phần da đầu của mình sạch và để khô để đảm bảo cho băng dính được dính chắc nhất có thể. Mình sẽ dán theo cái khuôn đã được tạo hình sẵn, sau đấy miết cái băng dính để dính thật chắc vào da đầu. Sau khi đã cố định phần tóc và băng dính vào da đầu thì chúng ta thực hiện các bước tạo kiểu. Vua tóc giả đưa anh trở lại thanh xuân.